đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Trước khi hot lên, Vương Nhất Bác có quay một bộ phim hiện đại kịch bản khá nát, hiện tại phía sản xuất đã muốn bán đi, đoàn đội cậu ấy sẽ không tuyên truyền. Thành Nghị rất được Hoan Thụy nâng đỡ, cậu nhận kịch bản phim cổ trang rất nhiều, phim đợi phát sóng còn có Trường An Nặc, Giang Sơn Kỳ, mà Hoan Thụy thật sự quyết tâm nâng cậu, giống như bộ phim lần này, cường độ tuyên truyền rất đủ, tài nguyên sắp tới cũng được sắp xếp không ít. Phim Nam Yên Trai Bút Lục của Lưu Diệc Phi và Tình Bách Nhiên dự kiến chiếu vào tháng 9 trên Mango TV. Trong giới Bạch Vũ là một trong số những nghệ sĩ dã tâm không lớn, nhân khí hay nhiệt độ anh ấy đều không so đo, chỉ cần nhìn chúng kịch bản tốt thì giá cả hay vân vân đều có thể thương lượng. Hôm nay tại ga tàu cao tốc đột nhiên có một người đàn ông lạ quàng tay ôm dắt Dụ Ngôn, The Night, đi còn đặt tay vào chỗ nhạy cảm. Ban đầu Dụ Ngôn tưởng bảo vệ sân ga nhưng sau đó đã phản ứng nhanh thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này. Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề sau khi nổi lên thì đoàn đội hai bên đều từ chối buộc chặt couple, có nhãn hiệu mời hai người bọn họ cùng quay video quảng cáo nhưng bị hai người từ chối, nhiệt độ của hai người ngang nhau, đoàn đội cũng không cần buộc chặt couple để duy trì nhiệt độ. Hoa Mộc Lan của Lưu Diệc Phi dự kiến phát sóng vào ngày Quốc Khánh TQ mùng 1 tháng 10, kế tiếp cô sắp đi quay phim Hollywood tròn Legacy, tài nguyên điện ảnh của cô vẫn luôn rất tốt. Phim của Lưu Thi Thi và Chu Nhất Long sắp chiếu, khiến Lưu Thi Thi không vui khi đoàn làm phim đặt trọng tâm tuyên truyền vào Chu Nhất Long nên đã tìm đoàn phim, chỉ là phía đầu tư thực thích Chu Nhất Long, sau này chiếu vẫn sẽ lấy Chu Nhất Long làm trọng tâm. Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt sẽ do IQIYI và Hoa Sách sản xuất, biên kịch là Mặc Bảo Phi Bảo, diễn viên Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc, trước tiên quay phần hiện đại, sau đó quay phần cổ đại, sẽ quay đến sang năm. Kiều Chiến đã chính thức hoạt động trở lại, anh hợp tác đóng phim Vương Bài cùng Hoàng Cảnh Du, đất diễn của anh rất nhiều, ekip hiện tại tìm được ông chủ tư bản lớn rất lợi hại, đứng sau giúp anh giành được tài nguyên bộ phim này, bộ phim Quãng Đường Còn Lại, mong được chỉ giáo nhiều do anh thủ vai chính bởi vì sức ép dư luận gây áp lực rất lớn lên nền tảng, khó gọi nhà đầu tư, kêu gọi quảng cáo phía thương hiệu, áp lực chiếu của nền tảng rất lớn, tháng 10 bắt đầu bài bố phim Dâng Đảng Trung Quốc, phía nhà sản xuất vẫn muốn cố chấp chiếu đài truyền hình thì sẽ ngày càng khó, ekip chỉ có thể đi nâng cấp phim đóng để làm phai nhạt tiêu cực trong dư luận. Phim của Hoàng Cảnh Du và Lý Thấm sắp chiếu, phía Lý Thấm thẳng thắn từ chối cùng hợp tác tuyên truyền với Hoàng Cảnh Du. Sau khi những chuyện xấu của Hoàng Cảnh Du bị lộ ra, rất nhiều nữ nghệ sĩ đều giữ khoảng cách với anh ta tránh bị vạ lây. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không chọn ở lại Gia Hành khi hợp đồng hết hạn, hiện tại Gia Hành đã giữ cô lại và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho cô, công ty còn thay đổi stylist và chuyên viên trang điểm để đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Trước mắt Địch Lệ Nhiệt Ba không đồng ý gia hạn hợp đồng, dự định sau này ký hợp đồng với Hoa Sách, phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh sẽ lùi thời gian khởi quay một thời gian, sẽ bấm máy vào khoảng giữa đến cuối tháng 9, cô ấy đi quay phim Dâng Tặng của Hoa Sách trước, sau đó mới vào đoàn phim. Hợp đồng của Dương Tử sắp hết hạn, cô ấy vốn dự định đầu quân vào công ty khác nhưng phía lãnh đạo kinh khuyên cô ấy đang liên hệ có biến động. Hoan Thụy cũng lợi dụng cơ hội cho cô ấy cổ phần để thuyết phục cô ấy gia hạn hợp đồng, hiện tại Dương Tử cũng có ý ký tiếp. Phu Chính nói Tống Uy Long đang đàm phán một tài nguyên lớn gây rúng động, có thể so với thượng cổ của Châu Đông Vũ và Hứa Khải, nhưng thực ra tài nguyên lớn mà anh ta đang nói là Trương Công Án. Hiện tại, Tống Uy Long đã chuẩn bị ký hợp đồng, nếu bộ phim này suôn sẻ thì sẽ khởi quay vào cuối tháng. Thực ra, Tống Uy Long không muốn đóng phim cải biên từ truyện Đam Mỹ vì năm sau sẽ có quá nhiều phim chuyển thể từ truyện Đam Mỹ, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng mục đích của Phu Chính không hề giản đơn như thế, anh ta muốn Tống Uy Long nhận cứu kèo cho cuộc để nền tảng nhận cái tình của anh ta, trong tương lai có thể trao đổi nhiều tài nguyên hơn với nền tảng lớn này, nhân tiện để các nghệ sĩ khác dưới trướng mình gia nhập.
khi phát sóng trực tiếp Trịnh Sảng nói Ngô Diệc Phàm nói cô ấy không thích hợp nói chuyện yêu đương, chuyện này bị rất nhiều nơi đăng tải, đoàn đội Ngô Diệc Phàm cho rằng Trịnh Sảng cố ý sao tác, còn diss đoàn đội Trịnh Sảng.